Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Năm 19, Bạch Thủy Tuyền Trung Nhất Đại Thiên. Sau khi giảng đường được thành lập, thường có nhiều người đến viếng thăm Ngài, kể cả các vị tu sĩ có tiếng. Lần nọ, có Pháp Sư Nguyệt Khê để tóc dài tu hạnh đầu đà, vì xưa kia đã từng đốt ngón tay cúng dường Phật. Sư đến Phật giáo giảng đường tham bái Ngài, Ngài bảo: Pháp Sư, tôi có câu đối liễn này, nếu Thầy đáp được, tôi sẽ xưng Thầy là trưởng lão chân tu, bằng không đáp được, thì tôi sẽ gọi Ngài là Lão Ma Vương. Thầy nghe kỹ đây, Bạch Thủy Tuyền Trung Nhất Đại Thiên. Chữ thứ nhất Bạch và chữ thứ hai Thủy hợp lại thành chữ Tuyền. Chữ thứ tư nằm chính giữa câu cũng là chữ Trung. Chữ thứ năm Nhất nhập với chữ thứ sáu Đại ra chữ Thiên. Muốn đối lại câu trên, vị Pháp Sư này phải tìm cho ra những chữ vừa đối và vừa có cấu trúc tương tự. Cả nửa giờ sau, lão Pháp Sư ấy chỉ biết lấy tay xoa đầu, không đối đáp nổi. Ngài liền thuyết thêm một bài kệ giáo huấn lão như sau: Bồng thủ cấu diện lão ma vương, đáo xứ linh nhân thuyết đoạn trường, phóng hạ vật phóng hạ. Tạm dịch: Đầu bù mặt bẩn lão ma vương, đến đâu đều khiến chúng than phiền, xả bỏ sao không cố xả bỏ. Không đáp được câu đối, Pháp Sư Nguyệt Khê bèn chuẩn bị cáo từ. Ngài đưa ông ra đến tận cửa, rồi nắm lấy búi tóc dài của ông kéo xuống, buộc ông ta phải quỳ xuống. Và Ngài trừng nhìn ông, nói: Này Lão Ma Vương, xem thử ông có bao nhiêu thần thông để thoát khỏi trận này. Ông có tài cán gì thì cứ trổ ra đi, mau lên, mau lên. Tại sao lão Pháp Sư kia phải bị trừng trị đích đáng như vậy? Bởi xưa, khi vừa đến Hương Cảng, ông ta đã tuyên bố rằng ông chính là thầy của Hòa Thượng Hư Vân và có nhiều thần thông thâm hậu. Rất nhiều đệ tử của Ngài Hư Vân tưởng thật nên đã hết lòng cung kính, hộ pháp và cúng dường như vị tổ của họ. Và còn có một đệ tử viết thơ báo tin cho Hòa Thượng là thầy của Hòa Thượng đã đến Hồng Kông. Ngài Hư Vân đáp: Tôi có nghe nói về sư tóc dài đó, nên người đệ tử này nói là thầy của tôi. Lão Hòa Thượng cũng không màng cải chánh, phải hay không phải là thầy của Hòa Thượng, nhưng lá tờ này cho chúng ta thấy rõ là Phật tử ở Hồng Kông đã bị lừa to. Khi có người hỏi vặn, Pháp Sư Nguyệt Khê liền nổi nóng cho rằng: Lúc còn bé, thầy các ông đã tới lại và xin tôi cho xuất gia, nhưng tôi không thâu và đuổi đi chỗ khác. Rồi thì ông quỳ trước mặt tôi khóc ròng, nước mắt nước mũi ràn rụa, nhưng tôi vẫn không nhận. Lúc bấy giờ, lão Hòa Thượng Hư Vân đã hơn 100 tuổi, là bằng chứng cụ thể cho chúng ta thấy được chuyện vô lý này do Pháp Sư Nguyệt Khê đã bịa ra. Giờ đây, chúng ta thử xem ai sẽ là người có thể tiếp lão đầu đà kia đáp câu đối của Ngài. Ha ha ha, 问什么的说